giới thiệu sang tới cái menu adjustment. Nó nằm ở menu email. Lệnh adjustment trong này thì nó sẽ có rất là nhiều các cái phần nhỏ khác nhau. Trong đó thì chúng ta sẽ giới thiệu những cái mà chúng ta sẽ sử dụng nhiều nhất. Đó là đầu tiên là Brightness Contrast. Brightness Contrast thì nó sẽ cung cấp một cái phương tiện để cho chúng ta có thể là điều chỉnh về độ sáng và độ tương phản của bức ảnh. Chúng ta có hai cái con trượt là con trượt Brightness và con trượt Contrast. Và ở đây thì các bạn sẽ thấy rằng là thao tác nó rất là đơn giản và trực quan. Bằng cách là kéo cái con trượt sang phía bên phải là chúng ta tăng các giá trị tương ứng với lại con trượt mà chúng ta đang làm. Còn kéo con trượt thứ hai thì là chúng ta sẽ tăng hay giảm cái độ tương phản. Tất cả những cái này thì nó sẽ hoạt động theo cái nguyên tắc là real time, có nghĩa là các bạn kéo tới đâu là nó sẽ biến đổi và nó cập nhật cho các bạn ở trên cái ảnh đang mở trên màn hình đó. Và các bạn kéo cho tới khi nào mà các bạn cảm thấy là vừa lòng với lại cái thực tế đang hiển thị ở trên màn hình thì các bạn nhấp OK để các bạn xác nhận cái sự thay đổi đó trên bức ảnh. Thực ra thì nó còn có thêm một cái chế độ nữa là cái chế độ auto. Thế thì dựa trên cái chế độ auto này thì nó sẽ phân tích cái sáng tối và các cái giá trị hiện có của bức ảnh để nó đưa ra một cái mà theo nó là ổn thỏa nhất. Đấy, thế nhưng mà các bạn cũng có thể sử dụng cái này hoặc là các bạn tự kéo, nhưng lời khuyên là nên tự mình điều chỉnh thì nó sẽ theo được đúng cái ý muốn của mình. Tại vì một khi mà chúng ta là cái người làm thiết kế thì cái chủ đích của cái thao tác của chúng ta, cái ý đồ của chúng ta áp đặt cho cái bức ảnh như thế nào thì chúng ta phải tự tay mình chỉnh thì chúng ta mới có được một cái kết quả đúng như là chúng ta mong muốn. Còn auto thì nó dựa trên một cái thuật toán chung mà nó cần chỉnh, không phải lúc nào nó cũng đạt được cái hiệu quả gọi là đúng như là chúng ta mong muốn. Thế thì đấy là cái lệnh đầu tiên là lệnh để chỉnh tương phản và sáng tối. Tiếp nữa thì chúng ta có hai cái lệnh mà sẽ sử dụng rất nhiều trong cái quá trình mà làm việc của chúng ta. Đó là lệnh lever và lệnh curve. Lệnh lever và lệnh curve này thì nó sẽ giúp chúng ta là thiết lập các cái giá trị. Lệnh lever nói trước đi, là nó sẽ giúp chúng ta xác lập những cái giá trị sáng nhất và tối nhất ở trong bức ảnh. Đấy. Thế và một cái bức ảnh được gọi là tốt thì là một bức ảnh mà nó cân đối giữa hai cái giá trị sáng nhất và tối nhất đó. Thế thì bức ảnh này thì khi mà chúng ta chọn lệnh thì nó sẽ mở ra cái hộp thoại lever như các bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Và ở trong này các bạn nhìn thấy là nó có một cái mô hình trông giống như cái sơ đồ đen trắng ở đây. Mỗi đầu thì nó có một cái con trượt phụ trách giá trị tối nhất là bên trái, sáng nhất là bên phải, và có một cái giá trị trung bình, thiết lập cái giá trị cân bằng trung bình giữa sáng nhất và tối nhất là cái con trượt xám xám ở giữa. Một cái ảnh có tốt hay không thì các bạn quan sát ở trên cái sơ đồ như thế này. Nếu như cái điểm tối và cái điểm sáng mà nó nằm ở trong cái phạm vi của cái dải màu đen này thì đấy là một bức ảnh là đạt được cái hiệu quả thị giác là tốt rồi. Nếu như mà nó nằm ở ngoài thì đấy là bức ảnh chưa được. Ví dụ bây giờ chúng ta mở thử tìm thử một cái bức ảnh nào đó để chúng ta xem là ở đây hầu hết là những bức ảnh tương đối là tốt. Đây, chúng ta xem thử cái bức ảnh này. Ví dụ email adjustment level chẳng hạn. Đấy. Cái này thì cũng vẫn còn tương đối ổn. Chúng ta xem tiếp một cái bức ảnh khác, mở thử những cái bức ảnh khác để xem là nó khác nhau như thế nào. Ví dụ mở thử cái bức ảnh này. Đấy, ví dụ đây là một cái bức ảnh mà chưa ổn. Sơ đồ thì sáng tối nó chạy như thế này, nhưng mà các bạn nhìn thấy là cái điểm mà để xác lập cái độ sáng nhất ấy, nó đang nằm ngoài cái sơ đồ này. Và chúng ta chỉnh thì bao giờ chúng ta cũng phải kéo, chúng ta phải kéo cái điểm sáng và điểm tối nó về hai đầu của cái sơ đồ đen mà các bạn đã nhìn thấy. Thì lúc đó nó mới đủ một cái độ tương phản đủ trong bức ảnh. Đấy. Một bức ảnh mà thừa sáng thì nó sẽ bợt,
nó sẽ lóa, trong khi một cái bức ảnh thừa tối thì nó sẽ trông nó hơi bị âm u. Đấy, thì cái việc mà cân bằng giữa hai cái giá trị sáng và tối nó sẽ tạo ra một độ tương phản đủ để cho chúng ta nhìn thấy cái bức ảnh nó rõ ràng mạch lạc. Thế và việc điều chỉnh này thì quy tắc thì rất là đơn giản thôi, các bạn kéo cho tới khi nào các cái con trượt mà giá trị tối và giá trị sáng này nó nằm về đầu của cái mô hình này là ok. Thế còn các bạn cũng có thể tăng thêm, đúng không? Nếu các bạn kéo như thế này là các bạn tăng các giá trị sáng ra số cho các giá trị sáng, còn nếu như mà các bạn kéo cái này vào thì là nó sẽ tăng cái độ tối. Còn nếu như mà đã tương đối rồi thì các bạn có thể ưu tiên hơn cho cái giá trị nào đó bằng cách là kéo cái điểm trung bình này. Người ta còn có một cái cách khác nữa là người ta không phải là kéo các con trượt này mà người ta thao tác trực tiếp. Ví dụ như thế này, đây, ở đây thì tôi nói luôn có một cái phím này, có cái lệnh này thì các bạn sẽ áp dụng chung cho những cái hộp thoại của Photoshop. Đó là nếu như mà bây giờ tôi chỉnh mà tôi cảm thấy là chưa hài lòng thì tôi có thể là phải nhấn cancel, tôi hủy cái lệnh này đi và sau đó tôi lại mở hộp ra, tôi mở hộp thoại ra, tôi làm lại thêm một lần nữa. Nhưng mà để tiết kiệm thời gian thì họ cung cấp cho chúng ta thêm một cái phương pháp là các bạn nhấn phím an. Khi mà các bạn nhấn phím an thì cái phím cancel này nó tạm thời nó chuyển sang thành phím reset, và chúng ta bấm vào đây thì nó lại trả về cái kết quả như ban đầu, như chúng ta chưa chỉnh gì cả, để chúng ta chỉnh lại luôn mà không cần phải đóng lại sau đó lại mở hộp lại một lần nữa. Thì đấy là một cái phương pháp để giúp chúng ta tiết kiệm cái thao tác. Thế và thay vì việc là kéo cái con trượt thì các bạn sẽ sử dụng ba cái ống hút màu này để các bạn thiết lập những cái giá trị được coi là sáng nhất hay tối nhất ở trong bức ảnh. Thế thì nó cũng tương ứng với cái ba con trượt này là ba cái ống hút. Một ống hút màu đen này là để cho chúng ta xác lập các giá trị được coi là tối nhất ở trong bức ảnh. Cái ống hút màu trắng là để xác lập cái giá trị được coi là sáng nhất trong bức ảnh. Thế còn giá trị trung bình thì chúng ta thiết lập bằng cái ống hút ở giữa này. Thế nếu như mà tôi sử dụng cái này để tôi thiết lập các giá trị tối thì tôi sẽ quan sát ở trên bức ảnh làm sao tôi cho rằng là tìm một cái chỗ nào đó mà nó có giá trị được gọi là tối nhất trong bức ảnh, thì tôi bấm vào đây thì nó sẽ lấy cái giá trị đó làm cái giá trị được coi là thiết lập độ tối nhất của bức ảnh. Sáng nhất thì tôi cũng sẽ dùng cái này và tôi sẽ tìm cái điểm nào đấy mà tôi cho rằng là sáng nhất thì tôi sẽ bấm vào này, và lúc đó thì nó sẽ thiết lập những cái giá trị trong bức ảnh. Tất nhiên thiết lập này có đúng hay không thì nó cũng sẽ ảnh hưởng tới bức ảnh. Đây là một cách mà không phải là ai cũng có thể là quen tay mà làm được, bởi vì nếu như bây giờ tôi thiết lập những cái giá trị được gọi là sáng nhất hay tối nhất mà không đúng thì nó sẽ biến tông, nó sẽ làm cho bức ảnh nó không được bình thường nữa. Tất nhiên đây cũng là một cách để mà chúng ta phá phách, chúng ta tìm một cái gì đó cho bức ảnh bằng cách là chọn những cái màu mà không phải là sáng nhất mà gán cho nó là sáng nhất, thì cái bức ảnh của chúng ta nó sẽ bị thay đổi đi theo cái giá trị mới mà chúng ta thiết lập đó. Cách này nếu mà tìm tòi mà phá phách thì nên dùng. Còn trong cái trường hợp mà các bạn điều chỉnh một cách thông thường thì đơn giản nhất là các bạn hãy kéo con trượt cho tôi. Đấy, khi nào mà nó về được đúng cái sơ đồ như mà tôi nói đấy, đầu đen là nằm ở đúng đầu, các con trượt đen nằm đúng đầu đen, con trượt trắng nằm đúng đầu trắng là ok. Còn lại thì bây giờ muốn thì các bạn có thể gia giảm bằng cách là ưu tiên tối hơn hay ưu tiên sáng hơn, các bạn kéo con trượt ở giữa cho tôi. Đấy. Thế còn đã kéo được hai cái con trượt này về hai đầu của sơ đồ, có nghĩa là cái độ sáng, độ đậm và độ sáng như thế là nó đã được thăng bằng rồi. Nó không bị sáng quá, nó không bị tối quá, nó sẽ đạt được một cái tương phản, nó đạt được một cái giá trị đậm nhạt ở trong bức ảnh, như thế là ổn thỏa để cho các bạn có thể là sử dụng. Thì đấy là cái phương pháp để mà chúng ta cân các cái giá trị sáng nhất và tối nhất cho bức ảnh. Thế còn ở một cái lệnh tiếp theo đó là lệnh curve. Lệnh curve này thì nó sẽ đưa ra một cái mô hình mà các bạn nhìn thấy là một cái hình vuông như thế này, và nó có một cái đường chéo nằm từ góc dưới
bên trái, nó chạy ngược lên góc trên bên phải của cái khối hình vuông này. Ở trong hình vuông này nó cũng có một cái sơ đồ trông nó cũng tương tự giống như là cái sơ đồ ở trong lệnh nhà level vừa rồi. Thế bây giờ nếu mà tôi kéo những cái này thì nó tạo ra cái gì? Đây. Đây là gì ạ? Tăng sáng đúng không ạ? Đấy, giảm sáng. Rồi tương phản. Thực ra thì nó sẽ đụng tới hai cái giá trị là sáng tối và tương phản. Bằng cách là kéo các cái con trượt này. Đấy, chúng ta có thể là tăng độ tối, tăng độ sáng, tăng độ tương phản, giảm độ tương phản. Và các bạn cũng có thể là không phải là kéo cái đầu này, mà các bạn cũng có thể là bấm vào cái đường này, các bạn kéo nó lên trên hay là xuống dưới. Đấy, kéo lên trên hoặc xuống dưới, đây cũng là một cách. Thực ra các bạn, nếu mà các bạn bấm vào một điểm nào đó ở trên cái đường chéo này thì nó sẽ tạo ra các điểm, nó sẽ tạo ra các cái điểm mà điều khiển, mà lúc này các bạn có thể uốn những cái này, nhưng mà cách này thì nó cũng rất là khó, tại vì là nó sẽ làm biến màu rất là nhiều ở trong bức ảnh. Cho nên tốt nhất là các bạn kéo cho tôi các cái đầu này ra. Nó cũng cung cấp cho các bạn cả cái lấy màu đây này. Đấy, và bằng cách là các bạn bấm như thế này thì nó cũng can thiệp vào, nhưng mà cái này cũng là một phương pháp rất khó. Thường thì chúng ta sử dụng cái lever, sử dụng lever nhiều hơn để mà chúng ta cân cái giá trị sáng tối cho bức ảnh. Thế còn ở trong cái này, cái curve này thì dùng như thế nào? Thì thực ra thì trong thực tế, người làm thiết kế người ta dùng cái này nhiều hơn trong cái việc là gia giảm màu. Gia giảm màu là như thế nào? Tôi lấy ví dụ như là đây, chúng ta đang chỉnh cái ảnh RGB, nhưng mà trong thực tế thì dân InnoSet người ta dùng cái này nhiều. Là như thế nào này? Ví dụ tôi để tôi mở một cái ảnh ấy ra đã nhé, mở một cái ảnh CMYK ra đã. Đây, ví dụ một cái ảnh CMYK như này, khi mà tôi in là tôi in 4 lượt màu, và kết quả của 4 cái lượt in đó nó sẽ tạo ra một cái kênh tổng hợp, nó có đủ tất cả các màu. Tuy nhiên là phương pháp in offset thì cho đến bây giờ nó cũng vẫn là một phương pháp, mặc dù nó cũng có một cái tuổi đời cũng không phải là nhỏ, nhưng mà cho đến giờ cũng không phải là một phương pháp hoàn hảo 100%. Nó vẫn có rất là nhiều các cái yếu tố để mà làm cho một bản in nó không được hoàn thiện như mong muốn. Thường thì nó sẽ do một cái lỗi nào đó, một cái phút nào đó mà nó sẽ làm bản in của chúng ta nó không được hoàn thiện. Ví dụ như là một trong các cái yếu tố đó thì là sự nặng nhẹ về màu khi mà chúng ta in. Đấy, áp lực của các cái màu nó khác nhau. Khi mà tôi in cùng một cái sản phẩm này, tôi đưa ra một cái nhà in A và tôi in ở nhà in B, mặc dù cùng một file tôi gửi đi, sản phẩm tôi cầm nhân tay có thể khác nhau. Và kể cả trong một cái nhà in đó, tôi in ở một cái máy 1 rồi tôi in ở cái máy 2, cũng cùng một cái file đó, có thể cho các sản phẩm khác nhau. Nó rất nhiều yếu tố để nó có thể là tạo ra một cái sản phẩm nó có độ lệch như thế. Thế thì khi mà các bạn đi in ở một nhà in nào đó một hai lần thì các bạn có thể nhận thức được cái sự khác biệt giữa các máy với nhau, hay là chúng ta có thể nói gọi chúng ta bắt được phốt của từng cái máy một. Ví dụ một cái máy này tôi in rồi, tôi in vài lần, tôi phát hiện ra là cái máy này khi mà in thì màu đỏ thường nó hơi bị kém lên một tí và trông cái ảnh nó hơi bị tái so với cái ảnh gốc. Đấy, lý do thì có thể có nhiều,
nhưng mà tôi biết rằng là in ở máy này chắc chắn cái màu đỏ nó hơi yếu, có thể là áp lực của cái lô đỏ đó nó kém, hoặc là một lý do ABC nào đó. Nếu như một lần thì rất khó nói, nhưng nếu tôi in vài lần mà in ở cái nhà in đó, mà tôi in ở cái máy đó mà tôi vẫn cứ thấy là nó phát sinh ra cái trường hợp như thế, thì tôi biết là bệnh của thằng này là như thế này rồi. Là nếu mà mình cứ in ở cái máy này là nó sẽ hơi bị tái, bởi vì là nó ít màu đỏ chẳng hạn. Thì tôi sẽ giải quyết cái vấn đề bằng cách là tôi tự điều chỉnh, tôi gia giảm trước. Mà gia giảm thì người ta gia giảm như thế nào? Người ta gia giảm bằng cách vào email, vào adjustment, vào curve này. Thay vì chỉnh ở trên cái kênh tổng hợp là kênh CMYK, thì bây giờ tôi sẽ vào cái kênh magenta này, là cái kênh màu đỏ đấy. Và tôi thấy là nếu tôi lần này tôi vẫn in ở cái nhà in đấy, tôi vẫn in ở cái máy đấy, thì tôi sẽ điều chỉnh trước nó đi một tí. Tất cả các ấn phẩm trước đây mà tôi in ở đấy mà tôi nhận thấy rằng là nó hơi bị non màu đỏ, do đó nó có cái độ tái của nó, thì tôi sẽ xử lý bằng cách là gì đấy ạ? Tôi tăng thêm đỏ lên một chút, tôi tăng trước cái kênh đỏ của tôi lên một chút, tăng giá trị đỏ lên. Và sau khi tăng lên rồi thì cái ảnh của tôi nó sẽ ám đỏ nhiều hơn bình thường. Nhưng tôi biết được rằng là đến lúc mà chạy cái này, cái file này ở nhà in, riêng cái màu đỏ nó lại bị yếu xuống một tí, thì là như thế là bù trừ cho nhau là vừa. Tất nhiên kể cả trong cái quá trình như thế, có nghĩa là chúng ta cũng phải dò dẫm từng bước, đừng có cố gắng mà làm một phát mà nhiều. Lần này ví dụ tôi tăng thêm vài phần trăm đỏ lên đó, tôi tăng lên và tôi in thử xem là nó như thế nào. Lần sau nữa nếu mà cảm thấy chưa được, tôi lại ra làm được thêm một tí nữa, chứ đừng có kéo. Tại vì cái nghề in này là một cái thứ mà nó nguy hiểm. Các bạn hình dung rằng là một cái sản phẩm gì đó mà đơn chiếc hay vài chiếc thì cái sự sai sót nó là con số nhỏ, nhưng mà một cái in offset thì mỗi một lần in nó in hàng ngàn bản, thì như thế là cái sự sai lệch nó sẽ nhân lên hàng ngàn lần. Do đó cái thiệt hại nếu như mà nó sai nhiều quá mà người ta không thể chấp nhận được, chúng ta bị in lại, là rất là lớn. Do đó cái sự điều chỉnh cũng phải diễn ra từ từ ra giảm dần đấy, chứ không phải một lần mà mình bắt bệnh được mà mình căn chỉnh mà ngay lần sau mà đã ăn tiền được đâu. May ra thì ăn, còn nếu không thì chúng ta sẽ bị lệch màu còn dữ hơn nữa. Thế cho nên nếu mà chúng ta làm thì chúng ta cần phải có một cái sự điều chỉnh dần dần, nắm dần để cho tới khi nào mà mình bắt được bệnh, mà mình biết được thuốc bao nhiêu là vừa, thì lần sau cứ đến cái máy đấy là mình sẽ chỉnh như thế. Những cái võ này là áp dụng riêng cho từng máy nhé. Đấy, vẫn in ở nhà in đấy mà hôm sau nó lại đưa cho mình sang máy in khác thì cái cách mắc bệnh đấy nó lại không đúng nữa rồi. Đấy, cho nên là cái này là cái mà nó hơi thủ công một tí. Đúng rồi, kinh nghiệm tích lũy dần dần đối với từng cái máy in một, đối với từng nhà in một, nó không áp dụng đại trà được. Phương pháp thì là một, nhưng mà khi mà chúng ta ra giảm thì lại phải phụ thuộc vào từng máy in và cái độ quen thuộc, cái độ kiểm nghiệm của các cái lần in của chúng ta. Sau đó thì chúng ta mới có được một cái phương thuốc chuẩn cho từng cái máy. Một khi mà mình đã in quen ở một cái nhà in rồi, và mình in qua một lượt mấy máy rồi, sau đấy thì mình bắt được bệnh từng cái, thì hôm đấy mình chỉ cần là đưa sản phẩm xuống thì mình cũng hỏi luôn, đúng không? Mày định chạy cho tao ở máy nào, đúng không? Anh định chạy cho em ở máy nào, thì mình cũng sẽ biết ngay là mình bốc thuốc như thế nào cho cái sản phẩm thiết kế của mình để cho nó đạt được kết quả khả quan nhất. Đấy, thì đấy là cái cách mà chúng ta sẽ chỉnh ở trong cái menu email adjustment với cái lệnh curve đấy. Thế còn tiếp nữa thì chúng ta sẽ nói tới một cái lệnh gọi là lệnh cơ bản trong cái chỉnh màu. Đây, chúng ta sẽ có một cái lệnh nó gọi là lệnh hue saturation. Lệnh phím tắt là Ctrl U, hue saturation. Và lệnh này thì nó sẽ giúp chúng ta điều chỉnh những cái gì? Đây, các bạn quan sát. Tôi có 3 con trượt ở trong này. Một con trượt là hue, một con trượt là saturation và một con trượt là lightness. Hue thì chúng ta sẽ giải thích đấy là cái sắc
Đấy. Nó ngả sang sắc gì, ngả sang sắc gì? Bình thường thì ba con trượt này nó đều nằm ở cái giá trị không, tức là thăng bằng, chưa can thiệp gì cả. Khi mà chúng ta kéo một con trượt này đi sang một cái vị trí không còn là không nữa, thì lúc này bắt đầu chúng ta sẽ trượt sang một cái khu vực của một cái sắc khác, và nó làm cho cái bức ảnh của chúng ta bắt đầu đổi sang, đổi tông, đổi màu đi. Đấy, các bạn sẽ nhìn thấy là màu đổi rất nhiều. Đây, tôi kéo con trượt và các bạn quan sát cái sự thay đổi tông màu ở trên cái bức ảnh này. Đấy. Thì cứ đổi màu thì chúng ta sẽ kéo cái con trượt này. Tiếp đến là cái con trượt thứ hai. Thì bây giờ chúng ta lại quay trở về cái khái niệm mà chúng ta vừa mới nói trước đó, với lại cái công cụ Spoon Tool. Đấy chính là làm cho màu nó rực rỡ lên, bão hòa lên hay là nó giảm đi. Kéo sang bên phải là làm cho màu trở nên bão hòa và màu nó rực lên đến hết độ có thể. Còn kéo sang bên trái thì càng kéo sang trái thì màu càng nhạt đi, yếu đi. Và nếu như tôi kéo kịch kim sang phía bên trái thì tất cả các giá trị màu bị cắt hết, nó chỉ còn lại các thang độ xám. Thế còn cái con trượt dưới cùng, Linis, rất rõ rồi, nó tôi tăng sáng hay là tôi giảm sáng cho bức ảnh. Thì với ba con trượt này thì chúng ta sẽ can thiệp rất lớn vào trong cái sự hiển thị của bức ảnh. Đấy, tông màu ngả về cái sắc nào, màu này nó rực hay là màu nó dịu. Đấy, và thứ nữa là ảnh sáng hay tối. Nhưng mà thường thường ở trong này thì người ta cũng chỉnh, chủ yếu là chỉnh hai con trượt ở phía trên thôi, đó là hue và saturation. Còn Linis này chúng ta có thể chỉnh bằng cái con trượt ở bên ngoài, cái trượt mà Linis contrast đấy, Brightness contrast ở ngoài thì chúng ta chỉnh cái đó, thì nó hoặc là cái curve thì chúng ta đã chỉnh cái độ sáng tối tương phản nó tương đối tốt rồi. Chủ yếu là cái độ rực màu và cái tông màu thôi, thì là chúng ta hay chỉnh bằng hai cái con trượt phía trên. Ở ngoài ra thì chúng ta còn có một cái trường hợp nữa là cái checkbox colorize này. Để ý một chút như thế này. Bây giờ tôi kéo con trượt hue. Cái bức ảnh này mặc dù nó biến màu nhưng mà nó biến trên toàn bức ảnh, và các bạn sẽ nhìn thấy ở đây nó vẫn phân ra làm mấy cái khu khác nhau. Đây ví dụ trả về gốc nhá. Thì bạn sẽ thấy là một khu vực là màu trời này, một khu vực là màu nước này, một khu vực là màu bãi cát này, và một khu vực là cây. Nghĩa là nó phân ra mấy khu tương đối là rõ ràng và lớn như thế. Bây giờ tôi kéo con trượt này, màu thay đổi đi, từng khu vực thay đổi đi, nhưng nó có giữ lại được là các khu vực khác nhau không ạ? Vẫn giữ đúng không? Khu nào nó vẫn ra khu đấy, tức là nó tách bạch. Thế nhưng nếu như bây giờ tôi đánh dấu cái colorize này thì nó sẽ dẫn tới vấn đề gì? Nó không phân ra các khu vực khác nhau nữa, mà nó đều về thành một tông. Trời, nước rồi thì các cái thứ khác nó đều về một tông. Cái này thì các bạn nếu mà nhìn thì các bạn thấy nó hơi hơi giống như là cái trường hợp mà đu tông vừa nãy tôi có nói đấy. Đó, nó chỉ còn lại là gì đây? Độ đậm nhạt sáng tối và một tông màu nào đó phủ chung cho toàn bộ cái này. Đấy. Thì chúng ta sẽ có một cái điều khác biệt. Đấy. Bỏ colorize đi thì chúng ta sẽ có gì đây? Các khu vực với sắc độ khác nhau, với tông màu khác nhau, nhưng bấm vào colorize thì nó sẽ quy về một tông duy nhất. Cứ hình dung là các bạn mà bé bé mà các bạn được mẹ đi chợ về hay bà đi chùa về cho các quả. Đấy. Ăn xong hoàn thì các bạn sẽ lôi cái giấy bóng ra, các bạn nghịch, các bạn dơ dơ lên và các bạn thấy là dơ giấy bóng màu đỏ hay dơ giấy bóng màu xanh thì tất cả các cảnh vật xung quanh nó sẽ bị nhuộm theo cái màu đấy. Thì colorize các bạn cứ hình dung ra nó cũng gần gần như thế, tức là chúng ta sẽ nhuộm tất cả theo một tông thôi. Đấy. Dễ làm cho khách làm. Được. Cái này thì tùy tùy ý của chúng ta đúng không? Nếu như mà các bạn nhìn ở trong những cái trong những cái catalog ảnh cưới, các bạn sẽ rất hay thấy cái trò như thế đó. Thì đây là cái phương pháp để mà đổi màu hoặc là đổi tông, thì đây là cái công cụ gốc, đây là cái lệnh gốc để mà chúng ta điều chỉnh màu.
điều chỉnh tông cho cái bức ảnh. Thế tiếp nữa thì chúng ta sẽ xem có một vài lệnh nó cũng xuất phát từ cái gốc này ra này. Ví dụ như các bạn có thể tìm tới một cái lệnh ở đây. Đây các bạn nhìn lệnh này. Lệnh Desaturas. Lệnh này thì nó cũng có tuổi, nó cũng tương đối trẻ. Mãi về sau này, nếu mà tôi nhớ không nhầm là mãi tới phiên bản CS2, CS3 thì đó nó mới xuất hiện cái này. Thì cái lệnh này là cái lệnh mà nó cắt hết màu đi, nó chỉ còn để lại cái độ đậm nhạt như thế này thôi. Thì thực ra thì nó sẽ tương ứng với cái lệnh này. Đây, Adjustment Hue Saturation, và nó sẽ chính là cái con trượt thứ hai này, chúng ta kéo hết về bên trái. Nhưng mà thay vì việc phải mở ra, phải kéo tiếp như thế này, thì bây giờ nó tách ra thành một cái lệnh rất là đặc biệt, là lệnh gì đây? Desaturas. Bấm vào đây một cái là nó cắt hết màu đi. Đấy. Và nếu tương tự như thế thì bây giờ tôi lại nói có một cái lệnh như thế này. Lệnh này cũng là một lệnh rất là đặc biệt. Đây, nhưng mà trước hết là tôi mở lại và tôi demo cho các bạn xem ở trên cái hình ảnh này đã. Bây giờ tôi nói tới một cái lệnh khác, đó là lệnh Selective Color. Đây, Selective Color. Với Selective Color này thì các bạn sẽ thấy gì đây? Nó mở ra cho chúng ta một hộp thoại như thế này. Nó có rất nhiều các con trượt, nhưng quan trọng nhất là ở trên phía trên này thì các bạn sẽ thấy là có một cái trường mà nó sổ ra cho chúng ta chọn. Chúng ta thấy là red này, yellow này, green, cyan, blue, magenta, white, neutral và black. Và bây giờ nó đang để ở chế độ là red. Thế ở trong bức ảnh này các bạn nhìn thấy có cái chỗ nào là red nhỉ? Có cái thuyền đúng không? Bây giờ tôi điều chỉnh bằng cách là chọn cái red này, và sau đó thì tôi bắt đầu là di dịch, tôi thay đổi những cái con trượt này đi. Thì các bạn sẽ thấy rằng là tôi có thể là biến màu cái thuyền này rất là nhanh. Nếu như tôi biến cái này bằng cách là dùng những cái lệnh trước thì tôi phải làm thế nào? Tôi phải sử dụng một công cụ nào đó để tôi chọn cái vùng của cái thuyền này. Sau đó thì tôi mới sử dụng cái con trượt ở trong cái lệnh là Hue Saturation để tôi chuyển màu cho nó, chuyển tông cho nó. Thế nhưng ở đây thì chúng ta không cần phải làm cái thao tác là chọn vùng chọn nữa, mà chúng ta chọn theo giá trị màu đang được nổi bật ở trên cái ảnh đó. Khi mà tôi để cái O color kia mà là red thì tất cả các con trượt này khi mà điều chỉnh nó sẽ chỉ tập trung vào những cái vùng nào đó mà rõ ràng mang cái màu mà chúng ta đã chọn thôi. Chúng ta không phải làm thêm cái thao tác dùng vùng chọn để chọn lấy cái vùng điểm ảnh có cái màu đấy nữa. Tức là nó chọn một cách rất là rõ ràng là can thiệp vào những cái vùng ảnh nào mà có cái giá trị đỏ rõ ràng hoặc xanh rõ ràng. Đấy, ví dụ đây là tôi chỉnh xong cái thuyền nhé. Đấy. Ví dụ đây, tôi chỉnh cái thuyền. Nó chỉ loanh quanh những cái thuyền này thôi. Thế bây giờ nếu mà tôi chuyển sang ví dụ cyan chẳng hạn. À, cyan này trông nó có vẻ là giống như là cái màu trời chẳng hạn. Tôi muốn làm cho cái trời nó tím lên. Đó. Những cái vùng mà sắc trời nó tím lên thì tôi có thể trượt như thế này. Các bạn thấy hoàn toàn tôi cũng không có phải làm thêm một cái thao tác nào đó để chọn cả. Và cái thao tác này nó lại còn rất là mềm mại. Chúng ta mà làm bằng vùng chọn thì cái sự lựa chọn của chúng ta nó cũng sẽ không thể nào mà tốt được như thế này. Nhưng đây là nó chọn theo giá trị màu, cái giải màu liên tiếp nó làm rất là mềm. Thì đây là cũng là một cách. Nhưng mà các bạn hãy nhớ rằng là trong cái bức ảnh mà nó phải tách bạch màu tương đối thì chúng ta dùng cái cách này chúng ta làm rất là nhanh. Thế đến đây thì chúng ta lại xem tiếp một cái lệnh nữa cũng rất là đặc biệt, đó là lệnh Black and White. Đây có thể coi như là một cái sự phối trộn giữa mấy cái lệnh vừa rồi mà chúng ta vừa mới nói với nhau, đó là lệnh Hue Saturation, lệnh Desaturas và lệnh Selective Color. Đấy, mấy lệnh đó sẽ tổng hợp lại thành ra một cái lệnh
được gọi là lệnh black and white. Nghe tên thì chúng ta hình dung à chắc là cái này nếu như bấm vào thì nó sẽ chuyển cho chúng ta một cái bức ảnh màu thành bức ảnh đen trắng. Ở đây chúng ta thử nhé, black and white. Ok, có vẻ đúng thế thật đúng không? Khi tôi bấm vào một cái thì lập tức là chúng ta thấy là màu sắc mất đi hết, thì có vẻ giống như là cái lệnh mà đen trắng. Thế thì như thế thì lệnh desaturate là giải quyết được rồi, tại sao nó lại còn đưa ra black and white? Thì nó lại có một số cái lựa chọn này nữa, các bạn xem ở đây. Chúng ta có mấy cái con trượt như thế này, cũng có mấy cái kênh, mấy cái màu lựa chọn này hơi giống như selective color, và nó còn có thêm một cái trường là tanh ở đây. Nếu tôi đánh dấu cái tanh này ở đây thì các bạn lại thấy bảo à cái này hơi giống như là hue saturation mà đánh dấu vào cái trường colorize. Đó, tôi đang thấy là màu nó ngả về một tông nào đó, và tôi cũng có thể là điều chỉnh cho màu nó mạnh lên hay nhẹ đi. Ok, thế thì nếu như mà chỉ có cắt đi thành màu đen trắng thì tôi chỉ cần là sử dụng cái hue saturation là xong. Nếu như mà muốn đổi thành màu một tông thì chúng ta dùng luôn cái hue saturation kia, Ctrl U kia là xong. Tại sao chúng ta lại phải xuất hiện thêm một cái black and white nữa? Tại vì đây nó lại có một cái sự kết hợp lại hơi giống như selective color nữa. Đó là gì ạ? Tôi có thể can thiệp vào một cái vùng mang cái màu nào đó để làm cho nó sáng lên hay tối đi. Ví dụ gốc ở đây cái thuyền là màu đỏ. Bây giờ tôi muốn làm cho cái thuyền này nó sáng lên. Đây tôi có thể kéo như thế này. Các bạn sẽ thấy là riêng cái vùng cái thuyền này nó sáng lên. Hoặc là tôi làm cho nó sập đi thì tôi kéo cái này. Tại vì tôi biết là đây là khu vực màu đỏ gốc rồi. Thì tôi có thể kéo như thế này. Thì đây là một cái lệnh mà như thế chúng ta xem thì chúng ta thấy nó tương đối là tổng hợp. Nó như là một sự phối trộn giữa cái lệnh selective color, lệnh hue saturation và lệnh desaturate. Lệnh này nó cũng là lệnh tương đối mới. Đấy, nếu mà so sánh với các lệnh chỉnh màu trước đó thì cũng tôi nhớ không nhầm thì nó cũng sẽ xuất hiện ở cái quãng là phiên bản CS2, CS3 thì nó mới có, còn trước đó là không có cái lệnh này. Đấy, thì nó là mang cái tính chất tương đối là tổng hợp ở trong mấy cái lệnh mà chúng ta vừa giới thiệu. Thì đấy là một lệnh cũng tương đối là hay. Tiếp nữa thì chúng ta có thêm một số lệnh mà các bạn cũng nên để ý như thế này. Ví dụ như là lệnh replace color. Đây, quan sát kỹ nhá, cái này cũng là một cái mà cũng tương đối là đặc biệt đây. Với selective với replace color thì nó chính là cái lệnh để cho chúng ta thay đổi một cái màu được lựa chọn sang một màu khác. Thì đây là một cái lệnh mà kết hợp giữa chọn và chuyển màu. Đây, các bạn nhìn nhé. Khi tôi bật cái hộp thoại này lên thì các bạn có thể nhìn thấy hai cái lựa chọn, một là một cái vùng đen xì như thế này, hoặc nếu như các bạn chọn cái tùy chọn là selection, còn nếu như mà các bạn chọn image thì các bạn sẽ nhìn thấy cái ảnh con giống hết cái ảnh này. Thường thì người ta để ở cái chế độ selection và người ta bắt đầu bằng cách như sau. Ví dụ tôi muốn đổi màu cho cái thuyền thì các bạn nhìn đây, tôi sẽ làm như thế nào. Tôi sử dụng cái công cụ lấy mẫu màu, tôi bấm vào đây. Sau khi tôi bấm vào thì nó xác định là à khu vực màu đỏ được chọn. Và tương ứng với cái chỗ mà tôi bấm vào đây thì các bạn sẽ nhìn thấy có một cái số điểm được làm sáng lên ở trên cái màn hình này. Chỗ nào màu trắng ở trên cái phần đen này chính là cái phần mà được chọn. Thế nhưng đây đã phải là toàn bộ cái thuyền chưa? Chưa phải, đúng không? Cái thuyền về tổng quan thì nó có màu đỏ, nhưng không có nghĩa là đỏ chỗ nào nó cũng giống nhau. Nó có những cái đỏ có sắc đậm, có cái đỏ sắc sáng, có cái đỏ ngả vàng, vân vân. Vậy thì bây giờ tôi sẽ lấy tiếp toàn bộ cái thuyền bằng cách là tôi bấm vào cái công cụ chọn thứ hai có dấu cộng này, và tôi cứ thế là tôi bấm dần sang các khu vực khác liên quan tới cái thuyền cho tới khi nào mà tôi chọn được cái khu vực mà giống như là cái thuyền ở trên này. Đấy. Muốn mở rộng ra nữa cái sự lựa chọn thì các bạn có thể kéo cái con trượt này, và lúc đó thì nó sẽ lấy một cách rộng hơn và nó ít giống hơn, tức là chấp nhận cả sai số.
Thế nhưng mà như thế là nó sẽ lấy ra những cái vùng khác không mong muốn. Tôi có thể điều chỉnh làm sao cho nó tập trung vào cái phần cái thuyền này thôi. Và sau khi mà chúng ta làm được đến đây rồi thì chúng ta biết được là cái vùng màu của cái thuyền đã được chọn, thì chúng ta sẽ làm tiếp ở phía dưới này. Các bạn sẽ lại gặp lại một cái khái niệm mà các bạn đã được nói vừa nãy, đó là hue, saturation và lightness. Thì bây giờ cái này nó giải quyết cái gì? Những cái vùng nào màu trắng thì khi tôi kéo trượt thì nó mới thay đổi. Và bằng cách như thế này thì tôi bắt đầu là điều chỉnh, đúng không? Và tôi làm cho cái thuyền này nó chuyển hết ra những cái vùng nào trắng, và nó chuyển dần thay từ tông đỏ sang thành một cái tông khác. Đó. Này. Nếu như các bạn cảm thấy là vẫn còn sót thì các bạn có thể sử dụng cái này. Các bạn bấm thêm vào những cái vùng mà các bạn mong muốn. Đây, ví dụ bấm thêm vào. Bấm đến đâu thì nó sẽ chuyển dần sang cái tông tím tím mà chúng ta đang dùng kìa. Đấy, hoặc là các bạn có thể gì đây, kéo cái trượt này lớn lên, nhưng mà kéo trượt lên thì nó sẽ ảnh hưởng tới nhiều vùng khác, cho nên nếu mà chọn thì cố gắng chọn kỹ ngay từ đầu, và lúc đấy thì chúng ta mới kéo con trượt này. Thì các bạn nhìn thấy kết quả sau khi chúng ta làm thì là cái vùng mà được chọn trắng ở trên cái nền đen đó là nó sẽ được chuyển màu khi mà chúng ta kéo nó vào trượt ở bên dưới. Thì đây cũng là một công cụ tương đối là mạnh để cho chúng ta có thể thay đổi màu những cái khu vực mà chúng ta muốn, mà không cần phải sử dụng tới các cái công cụ tạo vùng chọn thông thường. Chính chúng ta sẽ chọn bằng cách là bấm lấy mẫu màu, và sau đó thì nó sẽ hiển thị sang thành cái sơ đồ trắng đen đó, để mà chúng ta có thể là điều chỉnh bằng con trượt hue saturation ở bên dưới. Thế ngoài ra thì còn có những cái gì nữa nè? Lệnh thì có nhiều, nhưng mà tôi sẽ giới thiệu những cái mà nó mang tính gọi là sử dụng rất là nhiều và mang tính là phổ thông và người chỉnh ảnh hay hay phải xử lý. Đấy. Ví dụ như là một số cái này như là photo filter chẳng hạn, thì nó sẽ nhuộm theo cái kiểu gọi là phủ nhẹ một lớp màu lên phía trên. Màu gốc vẫn giữ, nhưng khi chúng ta phủ nhẹ một cái lớp màu nào đó lên trên thì nó sẽ ánh cái màu đó vào trong bức ảnh. Thì chúng ta có hai cách, một là sử dụng filter, hai là sử dụng color. Nếu filter thì bên trong này nó sẽ có một danh sách cho các bạn là gồm những màu nào. Ví dụ tôi chọn violet chẳng hạn thì nó sẽ ra cái màu tím như thế này. Và sau khi chọn xong thì chúng ta có thể đưa phủ nhẹ cái lớp màu này lên bằng cách là chúng ta kéo con trượt density này để chúng ta quyết định là cái mật độ cái màu tím này nó sẽ được phủ lên nhiều hay ít. Càng kéo sang phía bên phải thì cái mật độ phủ màu này nó càng nhiều, và bắt đầu nó sẽ làm cho cái ảnh của chúng ta nó ngả dần theo cái lớp phủ bên trên. Thế còn trong trường hợp mà chúng ta dùng color thì nó sẽ phong phú hơn. Đấy là các bạn bấm vào đây và nó mở ra một cái hộp chọn màu như thế này. Chúng ta có thể chọn phong phú hơn so với lại cái list của filter. Đấy, và bằng cách là các bạn chọn màu như thế này và điều chỉnh cái con trượt density này để cái mật độ màu phủ này nó dày hay mỏng, thì các bạn sẽ làm cho cái bức ảnh nó ám, nó chuyển dần sang theo cái tông mà các bạn đang chọn. Đấy thì cũng là một cách mà phủ màu, chuyển màu. Cũng có một cái cách nữa nó cũng gần tương ứng, nhưng lúc này thì nó không phải là phủ một màu duy nhất mà nó lại chơi theo cái kiểu màu màu chuyển, thì nó cũng tạo ra những cái hiệu ứng tương đối là đặc biệt. Các bạn có thể chọn một cái lệnh nó tên là gradient map. Khi tôi bấm cái này thì nó sẽ đưa ra một cái danh sách những cái màu chuyển như thế này. Bằng cách là các bạn bấm vào đây, các bạn chọn cho tôi một cái tông màu chuyển ở đó. Thì khi tôi sử dụng cái tông màu chuyển này thì nó sẽ áp những cái màu gradient này vào trong bức ảnh. Chỉ có điều là các bạn lưu ý là những cái màu này thì nó sẽ có những cái quy tắc nhất định của nó. Đấy. Có nghĩa là những cái màu mà sáng, những cái màu mà nóng thì nó sẽ áp dụng cho những cái gì mà sáng và gần chúng ta. Đấy, còn những cái màu mà lạnh, mà tối thì nó sẽ áp dụng cho những cái thứ mà xa, mà tối. Đấy, thì các bạn sẽ thấy nó tương đối là rõ ràng ở trong cái này. Đấy.
Và như thế này thì các bạn sẽ nhìn thấy là chúng ta sẽ có rất là nhiều các cái trường hợp mà trong nó rất là đặc biệt khi mà chúng ta đưa một cái gradient map lên trên một cái ảnh như thế này. Đấy. Thế còn có cái gì cần lưu ý nữa? Ví dụ invert lệnh này thì rất là đơn giản rồi. Invert này thì có lẽ là chúng ta đã làm việc với lại cái bài tập đầu tiên đúng không? Thì là chúng ta đã nhắc tới cái này rồi. Thế còn lệnh posterize. Đây, posterize. Posterize thì là một cái lệnh mà nó giảm bước các bước màu. Nếu như mà các bạn nhớ khi mà các bạn đi ra ngoài đường các bạn nhìn thấy những cái pano áp phích mà nó làm cho những ngày lễ lạc kỷ niệm các thứ thì các bạn sẽ thấy cái phong cách của những cái poster, những cái pano đó nó rất khác so với một cái ảnh chụp. Ảnh chụp nghĩa là một cái tông màu nó kéo liền nhau, nó rất là mềm mại và nó đều liên tiếp. Thế nhưng mà đối với một cái poster hay là một cái pano kiểu đó, nó làm theo một cái phong cách giản lược, nghĩa là cái mảng miếng của nó chuyển rất là mạnh, nó rất là gắt. Một cái khuôn mặt con người hay là một cái tả khối gì đó thì các bạn sẽ thấy rằng không phải là nó chuyển liên tiếp rất nhiều mảng màu êm để nó tạo ra cảm giác tròn trịa đầy đặn đâu, mà nó sẽ phản rất là mạnh, chuyển giữa sắc độ màu rất là mạnh. Thế thì đấy chính là cái cách mà người ta giảm bớt các cái bớt, giảm bớt các bước màu và tạo ra độ tương phản. Thì ở đây thì chúng ta sẽ thấy rằng posterize cung cấp cho chúng ta một cái phương tiện nó cũng gần gần tương tự như thế. Cái level này càng cao thì các bước chuyển màu nó càng mịn. Thế nhưng nếu như tôi giảm xuống đến một mức độ nào đó, đây mọi người quan sát ở trên bầu trời, bây giờ nó đang rất là mịn, rất là trong, và cái giải màu nó được chuyển rất là êm và liên tiếp. Nhưng nếu bây giờ mà tôi giảm cái này xuống thì sao? Vẫn chưa thấy gì đúng không? Tôi giảm xuống đến bắt đầu đến cái bước này thì các bạn thấy rằng là các cái bước chuyển của nó bắt đầu rõ đúng không? Nó không còn mịn nữa, bắt đầu thấy là từng lớp một. Và nếu như mà tôi giảm nữa, thấy chưa? Đấy, thay vì là chuyển rất êm, chuyển rất mịn thì bây giờ nó phân ra thành từng mảng. Đấy. Và chính cái cách mà chúng ta làm các poster, chúng ta làm các cái tranh cổ động chính là cái kiểu như thế này, tức là giảm bớt bước màu để tạo ra thành những cái mảng nó lớn hơn, nó mạnh hơn, nó dứt khoát hơn. Thì cái công cụ posterize này nó chính là nó giúp chúng ta làm những cái thứ như thế, loại bớt các bước trung gian đi, loại bớt các bước chuyển đi để chỉ giữ lại những cái mảng miếng lớn nhất ở trong cái bức ảnh thôi. Và một cái nữa cũng tương đối là đặc biệt nữa là cái threshold này. Cái này thì thay vì là xử lý màu thì nó cho chúng ta là biến đổi một cái bức ảnh từ màu sang thành chỉ có hai sắc đen và trắng thôi. Đấy, và bằng cách là kéo con chuột sang phải hay sang trái, chúng ta sẽ ra giảm màu trắng hoặc màu đen vào trong bức ảnh này. Và kéo càng về bên trái thì càng tăng cái độ sáng, nhưng mà nó sẽ giảm bớt cái chi tiết. Còn kéo sang phía phải thì tăng màu đen, tăng độ tối và nó cũng tăng thêm chi tiết cho cái này. Đối với các bạn nào mà học mỹ thuật về sau này thì cái này là sẽ là một cái công cụ sẽ giúp cho các bạn giải quyết một số các cái công việc về sau này. Ví dụ như là các bạn về sau các bạn phải làm tranh khắc gỗ chẳng hạn. Ok, cái này sẽ là một cái phương tiện rất là tốt để cho các bạn tìm thử một cái phác thảo, tìm thử một cái ý. Thì các bạn chỉ cần có một cái bức ảnh các bạn đưa vào đây, các bạn co kéo như này một chút là các bạn có thể là tìm xem là cái mật độ đen trắng như thế nào cho nó vừa đó. Hoặc là chúng ta cũng có thể dùng cái này để tìm một cái gợi ý về những cái kiểu minh họa. Đấy. Thì cũng cái công cụ này là một công cụ rất là tốt giúp cho các bạn trong công việc đấy. Ở đây cả ba bạn đều sẽ có thể sử dụng cái đấy cho công việc về sau, nếu như các bạn đụng tới những cái tranh ấn bản theo kiểu đen trắng như thế. Đấy. Thì đấy là những cái thứ mà nó sẽ được sử dụng nhiều nhất và thường xuyên nhất trong cái quá trình mà các bạn điều chỉnh và làm việc với lại màu sắc
và những cái sáng tối đậm nhạt tương phản ở trong các bức ảnh. Thế nhưng tôi lại nói thêm một cái vấn đề nữa, cũng như là hôm trước tôi có đụng chạm một chút về cái phần Smart Object với lại cái filter, thì hay là hôm trước tôi cũng lại nói về cái sử dụng cái bút với lại các cái chế độ blending mode để chúng ta tô màu, chúng ta make up cho các cái đối tượng ở trong bức ảnh ạ. Thì về mặt nguyên tắc, cái tốt nhất không phải là làm trực tiếp vào cái bức ảnh, mà các bạn hãy cố tránh đi, các bạn hãy làm nó ở một cái lớp điều khiển, thì nó sẽ đảm bảo được là phương án A mà không tốt thì chúng ta sẽ thử những phương án B. Thì cách làm thì không phải là các bạn gọi lệnh ở đây, lệnh ở đây là lệnh cơ bản rồi, nhưng mà cách làm thì các bạn nên làm cho tôi theo phương pháp sau. Hãy giữ cái ảnh này vẫn là ảnh gốc và bắt đầu các bạn làm bằng cách là vào đây cho tôi. Khi các bạn vào đây thì các bạn sẽ tìm thấy những cái lệnh nó cũng gần tương tự như là cái lệnh ở trên kia. Cái này nó gọi là adjustment layer, tức là một cái lớp điều khiển ở bên trên. Các bạn gọi đây cũng được, hoặc các bạn vào layer thì các bạn cũng sẽ tìm thấy một cái gần tương tự, đó là gì đây? New fill layer hoặc là new adjustment layer. Đây, các con đường thông nhau đều đi đến một kết quả như vậy. Và khi các bạn bấm vào đây, các bạn chọn ví dụ hue saturation, đây các bạn sẽ nhìn thấy cái gì, nó có một cái con trượt như thế này. Tôi cứ trượt đi được chưa, xong rồi thì nó có ảnh hưởng đến ảnh không, thấy đổi màu rõ ràng đúng không? Nhưng mà nếu mà tôi không thích nữa, tôi chỉ việc là gì đây, tắt cái này đi, tắt cái lớp điều khiển, tắt cái lớp phủ bên trên đi, thì cái ảnh gốc của tôi nó vẫn còn nguyên vẹn. Và nó được một cái là gì, thứ nhất là tôi luôn luôn đảm bảo được cái tài nguyên gốc không bị suy chuyển, không bị đụng đến. Thứ hai là nếu như mà tôi làm như thế này, tôi vẫn bảo toàn, tôi vẫn biết được cái mức độ hôm trước tôi làm đến đâu. Chúng ta làm thì rất là đơn giản rồi, nhưng nếu đối với khách hàng thì cái mà chúng ta hài lòng chưa chắc khách hàng đã hài lòng. Tôi cảm thấy hài lòng rồi tôi dừng ở đây, nhưng hôm sau khách hàng đến xem ở nơi và em ơi chỗ này chị thấy chưa thích lắm, chỗ kia anh thấy chưa ổn lắm, thêm một tí cái nọ, thêm một tí cái kia cho anh. Nếu như các bạn mà đã làm ở cái ảnh mà các bạn lại làm trực tiếp vào trong điểm ảnh nó bị thay đổi đi rồi, thì cái việc hôm sau các bạn chỉnh tiếp nó là một chuyện khác hẳn, tại vì đây là chúng ta đang chỉnh ở trên một cái mà đã bị biến đi rồi. Còn nếu như mà chúng ta làm ở trên cái dạng adjustment layer này thì đảm bảo rằng là cái gốc nó vẫn có đây, tại vì cái gốc đây đúng không, và tôi chỉ việc là gì đây, tôi bấm vào cái này đó, tôi bấm vào cái lớp này để tôi gọi cái bảng ra. Và muốn thêm một tí hả, ok em thêm một tí đó. Và như thế này thì nó vẫn là chỉnh ở trên cái gốc chứ không phải là chỉnh ở trên một cái đã bị biến rồi. Thì đây chính là cái cách làm việc mà khuyến cáo đối với các bạn với layer. Nếu mà đổi màu, nếu mà xử lý các thứ thì các bạn làm ở trên cái adjustment layer đó. Layer style không nói rồi, tại vì nó đính kèm thôi, không thích thì tắt đi đấy. Filter thì cũng thế, chúng ta sẽ làm ở trên cái dạng gọi là smart filter chứ không phải là làm filter thông thường. Thì đấy, cái nội dung ngày hôm nay của chúng ta là giới thiệu những công cụ, những cái khái niệm cơ bản nhất và những cái lệnh cơ bản nhất giúp các bạn có thể là can thiệp, các bạn điều chỉnh sáng tối tương phản đậm nhạt và tông màu ở trong bức ảnh. Ok.